Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với Age of Empires 2 Definitive Edition. Thì hôm qua rằng là mình up một vid của AoE 2 HD lên thì nó cũng khá là fail. Không phải fail là ít view mà chủ yếu rằng là mình chơi khá là ngu và khá là tù. Nhưng thông cảm vậy thôi. Thì hôm nay rằng là chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục campaign lên lợi đi. Và chúng ta sẽ chơi bằng cách nào đó chơi tiếp đủ kiểu. Không biết nên chơi campaign mới nhỉ? Kiểu mình nghĩ rằng là bây giờ chơi campaign lên lợi cũng khá là hay. Mình chưa chơi phần 2 lắm, nhưng thôi xem rồi. Thôi, lên lợi đi. Và chúng ta sẽ lại vào Đại Việt Uprising tiếp. Các bạn cũng phải biết rằng là của Trung Quốc nó không hề có campaign của người Trung Quốc cả đâu. Kiểu nó chỉ có The Art War là sẽ có challenges, là chúng ta sẽ thực hiện những cái thử thách và cố gắng làm trong một mức thời gian nhất định thì sẽ được cái huy chương vàng hay gì đó. Chứ thực ra mà nó không có campaign nào cả. Thì vậy nên rằng là chúng ta, người Việt Nam mà có campaign thì cũng khá là hay. I mean yeah, it's good. Nếu như người Trung Quốc nó có cái trận chiến lịch sử thì sẽ là trận chiến ở cái sông gì. Thì rút kinh nghiệm hôm qua rằng là chúng ta cứ tấn công luôn, thì hôm nay là mình sẽ đợi để yên, xây dựng quân đội một tí rồi chúng ta mới tấn công. Bởi vì chủ yếu rằng là mình đã quyết sạch cách chơi rồi. Currently under the control of Ming forces, we should avoid open confrontation, but we still need to liberate our brethren. Đợi tí nhá. Thì bây giờ rằng là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu xem là chúng ta nên xây dựng một cái thành trì ở đâu cái. Hảo dân đến ngay. Hảo dân đã rõ. Hảo dân xin làm ngay. Khi xây dựng đây nhỉ? Để rồi có gì chúng ta sẽ đỡ phải xây dựng một số nhà khác, kiểu như bây giờ là nhà đào vàng chẳng hạn này. Bọn mày có khi là lên trên này nhỉ? Điện hạ có gì sai bảo nhân? Tiểu nhân làm ngay. Vãi ở cút kìa. Nhưng thôi không sao, chúng ta sẽ giết được. Người Việt tay không mà giết được con hổ cơ. Thảo dân xin chờ lời. Wow, có khi bọn mày dân thảo dân, dân phu. Không làm thịt được con này à? Thôi rồi kệ đi vậy. Có lẽ là chúng ta sẽ xây dựng vài cái ruộng đấy đi cho dạ nó tiện đi. Có dân tuân dân nữ đến ngay. À thôi, cho mấy con bò ở đây, chúng ta sẽ đi làm thịt mấy con bò ấy đã. Sau đó là một số thằng sẽ đi lấy gỗ này. Chặt gỗ đây, gỗ đây, gỗ đây, gỗ đây. Vàng thì chúng ta có lẽ chưa cần lắm. Và chúng ta sẽ có population limit là 100, bởi vì chúng ta là theo cái trạng thái là chiến tranh Guerrilla War Determine là gì nhá. Kiểu mình hiểu nhưng mình lại quên mất nghĩa tiếng Việt nó là gì rồi. Thôi chịu. Nói chung là chúng ta sẽ chỉ bị giới hạn 100 thôi. Bọn mày chưa đầu vàng bộ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cần gỗ là chủ yếu hơn này. Bọn mày sẽ làm thịt cho tao con. Dạ bẩm, có thảo dân. Tiều phu. Xin phụ mệnh. Bái kiến điện hạ. Nô tài. Cho tôi thêm 4 người lâm dân này nhỉ. 3, rồi ok 3 này. Bọn mày sẽ đi phòng. Đây. Chúng ta sẽ có. Điện hạ có gì sai bảo? Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin chờ lời. Khi bọn mày mày ra đây lấy tao quả đi. Đây là chơi mức standard, vậy nên rằng là nó sẽ dễ hơn nếu như các bạn thấy thế. Gần đây nó cũng không có sự hiện diện của kẻ địch cho lắm nên là chúng ta cũng khá là ok. Bái kiến điện hạ. Nô tài. Kẻ địch chắc là tầm khu vực bên đây này, sau đó là nhà Trịnh ở hay nhà Nguyễn ở đây này. Nói chung đủ kiểu. Chúng ta sẽ lên đời 3 chăng? Đây đợi tí này. Bây giờ chúng ta sẽ hên là không thể nào vượt qua được Castle Age. Thì đến mức Imperial Age là đời 4, còn Castle Age là đời 3 hay sao ấy. Điện hạ có gì sai bảo? Tiều phu. Ở đây có lợn à? Quanh đây có lợn tí. À không. Bái kiến điện hạ. Hiện tại chúng ta vẫn chưa kiếm một chút phút nào cả. Vậy nên rằng là chúng ta vẫn còn 2 con bò đúng không? Rồi ok, mày ra đây nào. Có dân nữ. Thêm tôi dần cái đi. Chúng ta tạm thời là xây dựng một cái dân số nó đủ mạnh đã nhá. Rồi chúng ta mới bắt đầu tấn công này. Chắc tầm bao nhiêu dân là vừa nhỉ? Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ, dân nữ xin làm ngay. Giọng nữ hay nhỉ? Giọng nữ nó khá là nhẹ nhàng xong rồi hay. Không như kiểu mấy cái kia là mình nghe chả hiểu gì cả, cái này là mình nghe hiểu. Và dân nữ xin chào. Đây giọng Bắc đúng không? Chắc chỉ có giọng Bắc thôi chứ bây giờ giọng Nam có chuẩn lắm đâu. Nô tì. Bởi vì trong thời gian này thì rằng là chúng ta vẫn chưa. Lê lợi mình vẫn chưa hiểu tại sao là trong vực sáng này cơ. Mà lại không phóng to được nên nó hơi phí. Dạ bẩm có dân nữ. Đây đảo vàng của tôi này. Dạ bẩm có thảo dân. Hết thịt rồi này. Ông ra đây của tôi cái.
Đấy đây nào. Có gì rằng là giết con trâu đi này, giết con trâu đi này. Rồi ok này, xong rồi này. Lực lượng dân chúng ta cũng đang khá là vừa chứ. Chắc là thêm khoảng tầm 3-4 đứa nữa. Đầu vàng thì à không, 3-4 đứa nữa không đủ lắm nhỉ. Bây giờ xây dựng cho tôi một cái nhóm lính đây đi các nhỉ. Hai cái đi. We will help drive away the Ming. Đây rồi, thì nói chung rằng là cái này nó hơi có vấn đề đấy, bởi vì trong giai đoạn đầu tiên khi mà Khởi Nghĩa Lan Sơn bắt đầu ấy thì rằng là người thì rằng Lê Lợi có dựa một số lần vào nhà người nước Lào, thì nhưng mà trong cái game này nó không hề có Lào ở đây này. Mãi về sau khi mà nhà Minh đặt áp lực lên nhà người Lào thì họ mới bắt đầu là kiểu phản bội Việt Nam và bị kiểu. Mình không nhớ lắm bởi vì mình đọc lịch sử bằng tranh hồi trước, hồi bé mà. Thì rằng là Lê Lợi bị phản bội bởi người Lào và sẽ giết rất nhiều gia quyến. Mình không nhớ rõ lắm đâu nhé. Thì có gì sai các bạn cứ sửa được, chả sao cả đâu. Có lẽ chúng ta sẽ cần một số thằng Spearman. Bởi vì rằng là người nhà Minh người ta dùng khá là nhiều lính kỵ binh. Thì vậy nên rằng là có được Spearman là chúng ta sẽ phòng chống kỵ binh nó khá là nhiều này. Tháp của nó này chúng ta sẽ cần thêm voi là chủ yếu. Voi là cần nhiều vàng. Chúng ta có hai mỏ vàng đây sẽ duy trì được khá lâu. Chia bớt ra bên này nhỉ. Cho tôi một cái trận gỗ bên này đi. Có tiểu nhân. Có lẽ chúng ta sẽ chỉ quay tầm 40 phút là cùng nhé. Bái kiến điện hạ. Cho tôi thêm nhà cung đi này. Chúng ta xây dựng hơi xa quá. Vì mình đang sợ rằng là kiểu mình đang gần chỗ nhà Minh quá ấy. Thì nó sẽ hơi có vấn đề nhưng mà chắc là không sao đâu. Làm một camp build rồi ok này. Giờ gỗ tiếp đi, giải quyết cho tôi khu vực này cái đi. Mở rộng ra và chúng ta sẽ dựng một số cái ruộng ở đây ấy nhỉ. Dạ bẩm có thảo dân. Nô tài. Bọn lấy lương. We'll fight for you, Leroy. Together, we will free our people. Bọn này không giúp gì đâu ấy. Bọn nó kiểu chỉ ở đứng đây để thu hút quân đội cái địch thôi. Archery range build này. Sau đó rằng là xây dựng cho tôi thêm cái nhà kỵ binh. Bởi vì chúng ta để mà chiếm mộ voi thì chúng ta sẽ cần phải xây dựng một nhà kỵ binh này. Còn muốn lấy cung hạng xịn thì chúng ta sẽ cần phải là thay gỗ rồi à? Oh my god. Điện hạ có gì sai bảo? Tiều phu. Bái kiến điện hạ. Ra đây lấy tôi quả đi. Cũng lên đây lấy tôi quả đấy nhỉ. Trên này có một bãi quả thế này cơ. Thì chúng ta hoàn toàn có xây dựng một cái ruộng, khu vực ruộng bên này đây này. Lên đây này, xây dựng cho tôi cái nhà này. Chúng ta sẽ ăn nốt bãi quả đấy rồi chúng ta sẽ gọi là nhỉ. Sẽ xây dựng ruộng bên đây. Xây dựng ruộng nó xanh quanh quanh cái nhà trên này. Dân nữ xin chờ lệnh. Có tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm đây. Thêm bản lính chúng ta vừa xử lý bọn phía nam nhỉ. Chắc là phải đông hơn, nhưng mà thôi rồi. Lùi ra xa thì có vẻ khá là HD, nhưng tuy nhiên nhìn gần nó không đẹp lắm. Mill created, nó chung gắn mấy bãi quả của tôi này. Vì cái này nó gần hết rồi này. Dạ bẩm. Nô tỳ. Khóc mình nó bị làm sao ấy. Lên boss đi. Điện hạ có gì sai bảo. Điện hạ. Còn tầm 2 phút nữa. Điện hạ có gì sai bảo. Chết. Lumberjack mày về đây nào, sao đi đâu này. Hay là mày xây dựng cho tao thêm một số cái đi. Ê, xem nào, xây dựng cái gì bây giờ. Áo dân đến. Ở đây xây dựng cái cảng trả điểm đi này. Thôi xây dựng cái nhà nâng cấp đồ đi cái. Dân phụ. Thực sự là mình không biết đồ quân này đâu nhé. Nên là nếu mà bạn nào thấy mình bố trí quân đội không phù hợp lắm thì các bạn thông cảm nhé. Đây là đá đúng không? Có thể lấy đá đâu. Kiểu phải có mỏ đá quanh đây chứ, thì mình cũng muốn là xây dựng một cái lâu đài ấy. Điện hạ có gì sai bảo. Lên castle thì chúng ta sẽ xây dựng lâu đài được thì cũng ok thôi, nhưng mà sẽ cần thêm nhiều phút này. Và lính dùng gỗ thì nó sẽ là một thứ khá là quan trọng trong kiến thuật chiến thuật của mình. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo, xin tiểu nhân làm ngay.
gỗ này của mình bao nhiêu rồi? Của mình nó có bị mấy cái ký hiệu nó che mất đi nên là mình không nhìn được lắm. Úi giời. Nói chung để xem một cái này nó cũng phải bình tĩnh một tí. Cái gì cũng phải có quá trình. Chứ không như Total War thì nó cũng triển để triển nhanh thôi. Dân nhưng mà cái đấy cũng hơi khó. Bởi vì hôm qua mình quên mất rằng là để mà có thể chiến được bọn nó thì mình cũng cần phải sự phải chung với quân đội nữa. Bái kiến điện hạ. Ồ vẫn còn bãi ở đây cả. Dạ, thôi một đứa ở đây thôi. Bọn mày lên đây chuẩn bị xây dựng, bắt đầu xây dựng ruộng đi. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dân phu. Có tiểu nhân. Men at arms thường là đánh nhau cận chiến nó sẽ khá là tốt này. Nhưng mà để mà đấu chống được kỵ binh chúng ta sẽ cần nhiều hơn cái bọn spearmen kia. Nhất là khi bọn người Trung Quốc dùng rất nhiều spearmen thì chúng ta sẽ cần phải có một số cách để áp chế của nó được. Dân phu, dân phu. À thôi thôi thôi, xây dựng ở đây nó không hợp nhỉ. Ấy trời ơi, xây dựng ở đây không hợp lắm bởi vì chúng ta không có cái này để cho tự động lại đi tới lại ruộng ấy. Mệt thế nhở? Lính này chưa đủ lắm đâu. Thảo dân xin chờ là xây dựng cho tôi thêm vài nhà đi. Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có dân sai dân phu. Ra đây làm cho cái ruộng này đi cái này. Ờ, trên này sao rồi? Bái kiến điện hạ. Lính này chắc là vẫn chưa đủ lắm đâu nhỉ. Cung của chúng ta còn hơi thiếu. Có tiểu nhân. Và chúng ta không có kỵ binh lắm. Có lẽ sẽ cần vài hàng kỵ binh không? Nâng cấp hàng Research Bloodline lên nào. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Cho nên lợi chắc đến đây tiểu nhân nhỉ? Đã rõ. 150 phút rồi. Ok, đợi 150 phút vậy. Dân nữ xin chờ lại. Khi chúng ta sẽ cần phải mở rộng địa bàn chất gỗ xuống cái này đi. Dân phu. Dạ bẩm. Vài đứa xuống này chặt hội táo cái. Xây dựng đây này. Còn mày cứ xây dựng nhà đi coi. Dạ bẩm có thảo dân. Dân phu. 100 thôi. Vậy nên là chúng ta sẽ dựng thêm 4 nhà nữa là chúng ta đạt giới hạn rồi. Sau đó để lên đời chúng ta cần phải thôi đầu tiên nâng cấp dân đi này. Dân cần phải động hiệu quả hơn tí nữa này. Lính chúng ta đông nào chứ cũng chưa hoàn toàn là đông lắm. F11 chờ được 19 phút rồi cơ. Nhưng mà dây nhanh hơn một chút. Cho 1.7. Nâng cấp kỵ binh cai và sau đó rằng là chúng ta chắc cũng nó đợi lên đời thôi chứ. Thường là bọn người nhà Minh bọn không tấn công đây. Thường là vậy, mình cũng chưa bao giờ thấy bọn này tấn công đây bao giờ cả. Chỉ một hiệp mình đi. Mình thực sự rất spam rất nhiều bọn spearmen ấy nên là sợ là bọn cung của nó sẽ bắn chết quân đội của mình ấy. Thì cho mình 3 hàng cung đi. Tầm đến khoảng tầm là bao nhiêu nhỉ? 65 đi, 65 chúng ta sẽ tấn công nhá. Tấn công xuống vị trí thế này. Vị trí thế này có vẻ đang bị yếu hơn thì chúng ta hoàn toàn phải xử lý được này. Tiểu nhân đã rõ, có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Mình thực sự chỉ sợ Spearman này nó đánh nhau kỵ binh thì ok thật, nhưng mà đánh nhau bộ binh của nó mình thua ấy. Vậy nên rằng là thêm lớp vẫn đang có vấn đề. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu.
Bởi vì chúng ta chỉ có giới hạn là 100 dân thôi nhá. Nên là vậy nên là chúng ta không được chiêu mộ quá nhiều dân số. Villagers đâu? Dân phu. Mình sẽ đang rất cần thêm nhiều phút này. Cho tôi thêm một man at arms đi. Rồi ok. Nó lực lượng như này chắc là cũng đủ đúng không? 40. Yeah maybe. Mình sẽ cầu trời là đủ. Thực sự sẽ cầu trời là đủ ấy. Mình thực sự đang không chắc lắm về cái việc là chúng ta có chiến thắng hay không ấy. Nhưng mà 42 lính cũng tăng hơn gấp nhiều lần từ hồi mà chúng ta mới bắt đầu. Thì cũng được nhưng mà nó còn tùy. Thực sự nó còn tùy rất nhiều thứ ấy. Kiểu mình có đánh ngu hay không ấy. Thì nếu đánh ngu chúng ta cần đông dân hơn một tí. À đông quân hơn một tí. Dân phu. Thôi rồi, xuống đi. Bắt đầu di chuyển đi. Chúng ta thử xem nào. Bọn này đã bị tấn công khá nặng này. Thì ù vãi cứ lực lượng lính trong này chết sạch rồi. Thôi rồi, chúng ta sẽ cần phải cuốn phần lưu này đã này. Có lẽ là tản ra tí nhỉ. Bộ binh của mình muốn là cho Void đi sau này. Chúng ta sẽ cho bộ binh của mình tấn công vào trước thì như thế mới hiệu quả hơn được ý. Bởi vì thường là Void của mình nó cận chiến không tốt lắm. Ô vãi cứt bọn à đây. Vãi cứt thôi kìa. Vào đây đánh nhau, bắn đầu này đi. Void đây, hạ tao nhà này cái. Bọn mày vào đây, chiến. Rồi, kỵ binh của nó là ở kia kìa. Void của mình sẽ tập trung xử lý tháp này này. Còn bọn mày sẽ là đây xử lý tao với bọn kỵ binh nó. Rồi ok, chúng ta chiến thắng. Yeah, maybe, cũng được đấy, đang chiến thắng ở đây. Voi chúng ta đâu, đang xử lý nào. Rồi ok, chúng ta đang chiến thắng cũng khá là ok hơn từ trăng. Mình nghĩ là vậy. Không chưa nào. Rồi ok. Hạ ra tháp này thế này. Mau lên nào. Tháp này đi à. Rồi ok. Sau đó rằng là chúng ta sẽ bắt đầu chiêu mộ lại đi coi. Hay đợi lên đời. Thôi đợi lên đời tí đi. Bởi vì lính bây giờ mình cũng chưa cần nữa lắm. Rồi ok. Vậy coi như rằng là chúng ta đã chiến thắng khu vực này rồi. Thì đã giải phóng một cái láng. Khá là ngon. Bọn này phòng thủ quá chắc ấy. Ồ vãi cứt. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân gặp đây. Nào, đánh nhau không? We have liberated the first village from the Ming. Tiểu nhân gặp đây. Thế sao bọn này không về tay mình đi? Vietnamese village. Codex. Rồi ok, mới là một cái làng và chúng ta cũng không mở được tầm nhìn đâu cả. Trừ 15 phút cho militia line nữa. Để lên đời chúng ta sẽ cần cái gì? 800 phút, rồi ok, hơi 800 phút lên đi vậy này. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân nữ xin chào. Lại có dân nữ. Bà ấy làm gì đây đây? Dân phu. Có cái nút nào mình nhớ là cái nút nào đó để chúng ta xem là bọn nào nó đang không làm việc ý. Nhưng mà ở chỗ này nó không có nút đi đâu. Thế mới tài chứ. Giờ sao mình kiểm soát được dân số của mình làm gì? Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chào. Mày xuống đây chặt bớt đi này. Chứ lên đấy chặt này thì nó cũng hơi có phí thời gian này. Đây xây dựng cho tôi thêm một cái trận gỗ này. Điện hạ có hai gì đứa sau đây xây dựng của tôi này. Lên đợi. Xin phụ nhân đã rõ. Chắc là mình sẽ giải cứu khoảng tầm 2 cái ù vãi cái what the fuck is this. Bọn này nó cứ công ở đây là chúng ta mới đang bị chết quá nhiều quân đội nhà Trịnh ở chỗ này chăng. Đây là của nhà nào? Nhà Nguyễn. Rồi bọn này còn mỗi Void thôi. Chứ bộ binh nó chết sạch rồi. Bởi vì bọn này chơi quá ngu nên rằng là chúng ta cũng chịu vậy thôi. Gỗ của chúng ta cũng khá là thừa nên là mình không phải sợ lắm này. Cho tôi thêm vài archers này nữa đi.
nâng cấp cung như vậy. Có tiểu nhân xin tiểu nhân lại làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ. Lên đời chúng ta mới chiêu mộ được voi, và voi thường nó sẽ khá là mất về food, lương thực và đủ kiểu. Yeah, nói chung là tầm đấy. Có lẽ lên đời chúng ta sẽ phải nâng cấp thêm cả bọn Spearman nữa, bởi vì Spearman của mình nó thua hoàn toàn chất lượng so với của bọn người Trung Quốc. Người Trung Quốc nó nâng lên đời 4 hay sao ấy chứ. Nói chung rằng là bọn này lâu dài bọn này phải giữ vững ý, không được sụp đổ ý. Thì vậy nên rằng là có thể chúng ta sẽ cần phải cho quân đội tới tiếp viện chỗ này này. Chắc phải là tiếp viện đây nhỉ. Mấy cái tháp này hiện tại là nó vẫn đang giữ vững được. Nhà Trịnh thì vẫn đang ok hơn, thường nhà Trịnh ok hơn, bởi vì nhà Nguyễn thì thường bao vây ở hai phía. Lại bên trên này nó có một cái trại của nhà Minh với cả phía Nam này nữa này. Có tiểu nhân xin tuân lệnh. Lên đời chưa? Rồi ok, lên đời. Và rồi chúng ta sẽ cầm nâng cấp cung nữa này. Nâng cấp kỵ binh này. Sau đó nâng cấp bọn này ở tôi này. Thế là hết sạch food. Thôi nói chung là cứ nâng cấp đi cái. Rồi chúng ta mới tính sau. Quân đội chúng ta hiện tại vẫn chưa đủ để đi mở rộng bên trên phía Bắc này được đâu. Thì vẫn còn quân cờ. Mình cũng chả biết bọn này kiếm lính đâu ra ấy, nhưng mà thôi cũng kệ thôi. Rồi ok, nâng cấp xong một vài thứ này. Xem nào. Nâng cấp cho tôi này tiếp này. Pac-Man lên đời này. Chúng ta lên đời chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nữa, và chúng ta sẽ có đủ cơ sở để xử lý bọn này. Chú Côn nữ. Dạ bẩm lao thảo dân. Nói chung hiện tại là mình sẽ vẫn là concentrate vào cái việc là chúng ta sẽ sử dụng Spearman. Biết rồi, Trung Quốc thì nó cũng dùng nhiều Spearman hơn là chủ yếu. Lê Lợi chưa bị trừ máu nào. Về damage thì Lê Lợi còn cao hơn cả mấy con voi này. Khá là ghê. Cho tôi lên một con voi này. Chúng ta có 3 thớt voi rồi, thì bây giờ chúng... Một cái thớt gọi là voi đúng không? Kiểu mình cũng không hề hiểu là cái thớt được gọi là gì. Bắn chuẩn phết nhở. Crossbowman chúng ta chưa một thêm vài thằng cho mình coi. Cho tôi thêm một cái binh nữa đi coi nào. Thôi đương nhiên đi được không? Chắc là đến tầm 70 thì chúng ta mới sẵn sàng tấn công được. Như kiểu vừa nãy chúng ta 65 và chúng ta sử dụng quân đội đời cũ hơn mà chúng ta mới chiến thắng được. Bây giờ chúng ta mà 65 mà tập hợp thêm quân đội kiểu đời mới hơn ý, chúng ta tấn công thì cũng sẽ khá là ok nhở. Mình mong là vậy. Gỗ chúng ta thừa khá là nhiều, chúng ta hoàn toàn hay bán được, nhưng mà mình quá lười để bán. Mình bán cũng không hay đáng lắm. Bán là bao nhiêu? Nhưng chắc bán mua phút thì chúng ta thường là mình kiểu mình bán quá nhiều, mình không có đủ gỗ để xây dựng cái gì nữa, và không đủ gỗ để duy trì cái trại nông trại của mình đằng kia kìa. Chắc cho tôi thêm vài cung mình nhỉ. Kỵ cung thì mình không thích dùng lắm. Move 10% faster thì cũng được đấy. Thôi cứ giải quyết hai cái làng này, chúng ta sẽ tạm thời dừng đây nhé. Bởi vì rằng là mình không muốn làm một cái vít quá dài, thường là nó cũng không ai xem được lắm. Thì mình muốn chia cái trận đấu tiên này ra làm hai part. Tuy nhiên lần trước rằng là mình chơi trong khoảng tầm 1 tiếng, thì vậy nên rằng là mình rất muốn né cái việc phải up một cái video 1 tiếng lên. Nó khá là mệt mỏi. Thêm một thất võ này và cho tôi thêm Spearman, Pikeman là được hơn. Mình không biết là Pikeman nó có khác gì so với Spearman đâu nhỉ. Kiểu Pike thì nó được nâng cấp đời mới hơn thì nó mới ngon hơn à. Cái thiết kế của cái pike kia thì nó khác hơn một chút, là như là cái pike nó có một cái đầu ở bên cạnh cả một cái đầu lên trên. Điện hạ có gì làm vậy? 47 lính rồi, vừa nãy là mình là 40 hay sao ấy? Tiểu nhân đã rõ.
vàng của chúng ta hơi có vấn đề đây, có khi chúng ta phải tìm cái mỏ vàng quanh đây. Nhưng hiện tại là mình đang hơi quá lười, mình phải tìm cái mỏ vàng mới. Bái kiến điện hạ. Có mỏ vàng quanh đây cho mình dễ nhìn đấy nhỉ? Có tiểu nhân, xin tuân lệnh. Thêm một con voi này, sau đó là cho tôi vài cái thằng skirmisher cũng được. Skirmisher dùng gỗ thay vì dùng vàng. Vàng của chúng ta bắt đầu cạn dần rồi ấy. Thì thế nào? Cho tôi một hàng scout một cái. Hay là thằng kỵ binh ngựa này được này. Tìm cho tôi một cái mỏ vàng dưới này đi. Dưới này có mỏ vàng thì chúng ta sẽ khá là ok này. Mỏ vàng thì chúng ta sẽ duy trì thêm khoảng tầm một thời gian nữa thôi. 800, 800, 580. Không đến mức được đâu. Mình thực sự rất cần một cái mỏ vàng này đấy. Và chúng ta hiện tại vẫn chơi đâu cả. Mỏ vàng ơi, mỏ vàng ơi, mỏ vàng ơi. À đây đây đây, cái mỏ vàng mới này. Rồi ok, tôi biết vậy là chúng ta cũng ok đấy. Thôi bắt đầu tấn công đi cái. Cho một đứa xuống cái này xây dựng trước một cái mỏ vàng này đi. Xây dựng cho tôi một cái đào mỏ. Dân phu. Ok nào, cô gái đào mỏ nào, xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Dạ, ê, xuống đây, có lẽ chúng ta phải chung bọn thêm nhỉ? Dân phu. Dân đi. Ồ, chắc là cho thêm hai thằng đi. Điện hạ. Rồi ok nào, tấn công nào. Xin tuân lệnh. Đi chuyển nào. Chắc là lưu lại chúng ta cho đứng yên đi nhỉ? Bên trên này sẽ khá đông quân ấy, nên là chúng ta cũng sẽ cần cẩn thận này. Ê, đừng vào đấy, đừng vào đấy, đừng vào đấy, đừng vào đấy. Chúng ta bị dính tên khá nặng đấy. Cái tháp này đem cực kỳ nặng luôn. Thì vậy nên rằng là chúng ta mà đứng yên một lúc thì chúng ta sẽ chết khá là nhiều. Mấy con thất voi ấy thì bọn mày lùi ra khỏi đây được. Mình muốn chiêm hai lực lượng ấy thì kiểu voi sẽ xử lý tháp sau, tháp ấy. Bởi vì bảo rồi là mấy con voi nó không có... có đánh nhau quá tốt được ý. Thì vậy nên là mình cũng khá là ngại được sử dụng bọn nó. Nó chỉ quanh đây này, lực lượng bọn người nhà mình đang... đây đây đây, rồi đây 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 đây. Tấn công đây nào. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Voi đâu, voi đâu, voi đâu, đây xử lý tao cái nhà này kìa. Bọn mày đập tao bọn này kìa. Rồi ok, có vẻ như rằng là khu vực này bọn nó bị thua rồi đấy. Voi mình đều hết rồi nhờ. Điện hạ có gì sẽ bảo tiến công. Xin phụ mệnh hạ có gì sẽ bảo đây. Có tiểu nhân tiến công đây. Xin phụ mệnh xin cảm ơn đây. Rồi ok, làng này có vẻ như sắp phần xong ấy. Ê, xử lý bọn này, xử lý bọn này. Chắc là lực lượng này xử lý được đúng không nhỉ? Ở đây toàn là Spearman và Pikeman này, chúng ta sẽ chém hết này. Mày xử lý tiếp một tao bọn này đi. Rồi ok, cái làng này xử lý xong rồi đấy. Khá là ok. Và thế cái làng này giải phóng rồi này. Tuy nhiên rằng là Lê Lợi với thừa với nhau lắm. Thảo dân xin chờ lời. Bái kiến điện hạ. Đào vàng này, sau đó rằng là the second village is now under our control. Mình chết thì cũng không chết quá nhiều đâu. Thì vậy nên rằng là mình nghĩ là vẫn đang ok này. Có tiểu nhân nhân đã rõ. Ok, thế này là chắc là cũng ok đấy. Thì bọn mày sẽ lùi xuống phía nam. Và có vẻ như nhà nguyên sắp sụp đổ ở nơi này. Vãi ở cút kìa. Thôi rồi, thì tạm thời hôm nay chúng ta sẽ... cái gì ấy? Rồi ok, đợi tí á. Có lẽ hôm nay sẽ dừng tạm thời ở đây nhé. Bởi vì rằng là mình cũng không thể nào mà làm được liên tục như này được.
Nói chung rằng là các bạn thấy video này thì hay thì hãy like và subscribe để ủng hộ cái mình. Mình biết rằng là mình bình luận không tốt, nhưng mà mình nghĩ rằng là người Việt mình cũng không có ai chơi chiến thuật, thì mình nghĩ là hey, why don't I do it, thì mình cũng làm thôi. Thì nói chung là hay thì hãy like và subscribe ủng hộ mình nhá. Và đó, bye bye.